Rồi. Thì cái bài này là các anh chị mình chưa học lý thuyết, cho nên là các anh chị chú ý nghe. Như, hình như là tuần sau thì thầy Hùng sẽ dạy các anh chị bài này ha. Thì trong bài này tôi sẽ nói về những cái thử nghiệm mình dùng để định danh cầu khuẩn. Thì trong các cái thử nghiệm này đó thì mình sẽ nói về cái nguyên tắc, các anh chị sẽ nắm cái nguyên tắc và cái phần đọc kết quả đó. Mình biết được thế nào dương tính, thế nào âm tính và ý nghĩa nó như thế nào. Và sau đó thì tôi sẽ nói về cái phần định danh các cái nhóm cầu khuẩn gram dương cũng như là gram âm. Và tôi sẽ nói sơ qua về cái khả năng gây bệnh, đặc tính của nó để cho các anh chị nắm. Bây giờ đầu tiên tôi nói về các cái thử nghiệm định danh cầu khuẩn gram dương trước nha. Thì để định danh cầu khuẩn gram dương bao gồm tụ cầu, liên cầu, phế cầu thì người ta dựa vào rất nhiều những cái thử nghiệm. Cái thử nghiệm đầu tiên hết là người ta dựa vào tính chất tiêu huyết của vi khuẩn. Thì cái nhóm cầu khuẩn gram dương này đó, một số vi khuẩn nó có sinh ra cái men gọi là hemolysin. Cái men này nó làm ly giải hồng cầu và trên môi trường nuôi cấy mà có hồng cầu, tức là mình gọi môi trường thạch máu đó, thì nó sẽ biểu hiện bằng cái hiện tượng tiêu huyết. Thì tùy theo loại vi khuẩn nó sẽ có những cái hiện tượng tiêu huyết khác nhau. Ví dụ liên cầu thì nó có thể gây tiêu huyết beta, alpha, vân vân, nhiều loại tiêu huyết khác nhau. Thì đó là cái nguyên tắc của cái thử nghiệm tiêu huyết. Thì thử nghiệm này người ta sẽ cấy vi khuẩn lên trên môi trường có hồng cầu. À, mình gọi là môi trường thạch máu. Đây, những cái môi trường thạch máu như thế này. Người ta có thể dùng máu ngựa, máu thỏ, máu cừu. Và người ta sẽ cho cái máu vào trong cái môi trường với tỷ lệ là 5 tới 7%. Thì khi cho máu vào thì cái hộp môi trường nó sẽ có cái màu đỏ như thế. À. Và khi mà mình cấy vi khuẩn lên trên cái hộp thạch máu này, khi vi khuẩn nó mọc thì vi khuẩn, nếu những cái vi khuẩn nào mà nó tiêu huyết thì nó sinh ra cái chất hemolysin. Cái chất này nó khuếch tán vào trong môi trường, nó gây ly giải hồng cầu, nó tạo nên cái vòng sáng quanh cái khuẩn lạc. Thì cái vòng sáng quanh cái khuẩn lạc như thế này người ta gọi là hiện tượng tiêu huyết. Và ở đây thì cái hình ảnh như thế này người ta gọi là tiêu huyết beta, hay còn gọi là tiêu huyết hoàn toàn. Cái loại tiêu huyết đây trên cái hộp thạch máu mà các anh chị thấy là cái chấm này là cái khuẩn lạc, và quanh cái chấm nó có cái vòng sáng, thì đây là hiện tượng tiêu huyết hoàn toàn. Đấy. Ở trong đây, ở chỗ này thì vi khuẩn nó mọc dày đặc, cho nên mình thấy nguyên cái phần thạch chỗ này là nó sáng lên như thế, là do hồng cầu nó bị ly giải. Bây giờ đây là hiện tượng tiêu huyết mà người ta gọi là tiêu huyết alpha, tức là cái hiện đây là cái tiêu huyết không hoàn toàn, cái vòng sáng này nó mờ hơn, nó có thể nó có cái màu hơi vàng vàng hoặc là hơi xanh. Và đây thì người ta gọi nó là tiêu huyết gamma, hay còn gọi là không tiêu huyết. Các anh chị thấy là trên cái môi trường thạch máu thì cái khuẩn lạc ở đây và quanh cái khuẩn lạc không hề có cái vòng sáng, sáng trong hay sáng mờ gì cũng không có hết, thì như vậy gọi là không tiêu huyết. Như vậy thì tóm lại, ở cái đặc tính tiêu huyết của cầu khuẩn gram dương thì tại sao có tiêu huyết là do vi khuẩn nó sinh ra hemolysin gây ly giải hồng cầu. Và trên môi trường thạch máu thì nó có ba cái hình thức tiêu huyết, đó là tiêu huyết beta gọi là tiêu huyết hoàn toàn, tiêu huyết alpha gọi là tiêu huyết không hoàn toàn, và tiêu huyết gamma còn gọi là không tiêu huyết. Thế thì tùy theo loại vi khuẩn nó sẽ có những cái loại kiểu tiêu huyết khác nhau. Rồi, thì các anh chị thấy đây là tiêu huyết beta nha. Còn đây là tiêu huyết alpha và đây là không, không tiêu huyết. Ở đây cũng vậy, tiêu huyết beta thì nó sáng lên, còn tiêu huyết alpha thì nó mờ hơn, còn ở đây là không có tiêu huyết. Rồi, bây giờ cái thử nghiệm thứ hai là thử nghiệm Catala. Thì nguyên tắc của thử nghiệm này là gì? Một số vi khuẩn nó sinh ra cái men Catala, và men này nó sẽ thủy phân H2O2, mình gọi là oxy già đó, thành nước và oxy phân tử. Sự phóng thích oxy phân tử này nó sẽ gây nên cái hiện tượng sủi bọt. Đó. Thì cái cách làm thử nghiệm đó thì rất là dễ. Mình làm thử nghiệm trên lam, là mình sẽ lấy cái khuẩn, cái vòng cấy đó, mình lấy một cái khuẩn lạc vi khuẩn mình để lên lam, xong rồi mình nhỏ 2 tới 3 giọt oxy già 3% lên. Thì nếu mà nó sủi bọt lên như là mình rót bia ra vậy đó ha, nó sủi bọt nhiều lên như thế này là Catala dương tính.
còn không sữa bọt như cái hình bên trái là Catala âm tính. Đấy, đây các anh chị, ở đây thì cái hình bên trái là Catala dương tính, còn cái hình bên phải là Catala âm tính. Người ta có thể làm cái cách thứ hai là thay vì lấy cái khuẩn lạc để lên lam thì bây giờ người ta nhỏ trực tiếp oxygen lên cái hộp thạch luôn. Hộp thạch mà có vi khuẩn mọc đó, người ta nhỏ oxygen lên coi nó có sữa bọt không. Và các anh chị chú ý thì cái men Catala này đó nó còn có trong hồng cầu nữa, cho nên là mình không được làm cái thử nghiệm này trên những cái hộp thạch mà có hồng cầu, tức là mình không có nhỏ lên cái hộp thạch môi trường thạch máu được. Ở đây đó tôi mở mặt tôi nói thêm một chút nhân cái chuyện mình nói tới cái men Catala, thì các anh chị thì chắc ai cũng biết cái dung dịch oxy già đúng không? Dung dịch oxy già mình dùng để làm gì hả các anh chị? Cái chai dung dịch oxy già mà bán ngoài nhà thuốc đó mình mua về làm gì ạ? Sát khuẩn. Cụ thể là làm gì các anh chị? Đúng rồi, rửa vết thương. Ai nói cầm máu vậy? Oxy già sao cầm máu được? Rửa vết thương, rửa vết thương nhiễm trùng, nói chung là rửa vết thương nha. Rồi như vậy thì tại sao lại rửa vết thương thì mình lại rửa oxy già mà mình không rửa bằng cái khác? Thì các anh chị chú ý ha, nó phải có cái cơ chế. Và khi mà các anh chị rửa vết thương thì có hiện tượng gì các anh chị? Khi các anh chị rửa vết thương, đúng rồi, sữa bọt. Thế thì tại sao mình lại dùng oxy già để rửa vết thương? Thì các anh chị biết ở đây nè, khi mình rửa vết thương mà sủi bọt có nghĩa là nó phóng thích oxy phân tử, thì trước tiên cái oxy phân tử này nó sẽ giúp giết chết những cái vi khuẩn kỵ khí nha. Các anh chị đã học bài vi khuẩn kỵ khí rồi, gặp oxy là nó bị giết chết. Đó là cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai quan trọng hơn nữa đó là cái hiện tượng sủi bọt là một cái hiện tượng cơ học, nó sẽ giúp đẩy những cái mảnh vụn, những cái dị vật ở trong ngóc cách vết thương lên trên bề mặt để mình loại bỏ những cái vật đó đi. Bởi vì mình trong cái xử lý một cái vết thương ngoại khoa thì mình có hai cái nguyên tắc quan trọng nhất. Nguyên tắc đầu tiên hàng đầu là mình phải cầm máu cái vết thương đó, nếu vết thương có chảy máu, là bởi vì bệnh nhân sẽ chết trước tiên nếu như không cầm máu cho bệnh nhân. Rồi, sau khi mình cầm máu xong thì nguyên tắc thứ hai là mình phải cắt lọc, phải làm sạch vết thương. Là bởi vì nếu như ở cái vết thương đó còn dị vật, còn những cái mảnh mô dập tác thì nó sẽ là cái yếu tố để gây nhiễm trùng vết thương cho những ngày tiếp theo. Và một cái vết thương mà bị nhiễm trùng thì thứ nhất là nó lâu lành hoặc nó không lành được, và cái thứ hai là nó gây những cái biến chứng, ví dụ đưa tới nhiễm trùng huyết, nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Đấy. Tuy nhiên đó thì một cái tác dụng mà bất lợi của oxy già là nó sẽ làm chậm cái quá trình lên mô hạt, tức là nó làm cho cái vết thương lâu lành. Cho nên là như các anh chị hồi nãy các anh chị trả lời đó, thì cái oxy già mình chỉ dùng rửa vết thương những lần ở cái giai đoạn đầu khi vết thương nó còn dị vật, nó còn mủ, còn dịch. Còn sau cái giai đoạn sau đó khi vết thương đã sạch rồi thì chúng ta chuyển qua một cái dung dịch sát khuẩn khác để hàng ngày chúng ta thay băng, chúng ta sát khuẩn. Chứ chúng ta không sử dụng oxy già liên tục. Thì như vậy thì cái vết thương nó sẽ lành tốt hơn ha. Đấy. Cho nên là các anh chị thấy rằng là cái khi mình học đó thì ở đây là tôi mở rộng thêm cái chuyện rửa vết thương, nó không có nằm trong cái bài này nhưng mà tôi mở rộng như thế. Vậy như vậy thì các anh chị biết rằng là để mà mình sát khuẩn, mình chăm sóc vết thương thì mình có dung dịch nước muối sinh lý nè, rồi mình có oxy già nè, mình có dung dịch bovidin nè, rồi có cồn 70 độ nè, rồi có xanh metilen nè, vân vân. Thế thì các anh chị về đó mình đọc tài liệu, mình học nhóm với nhau, mình thảo luận coi các cái dung dịch mà tôi vừa kể đó, cái cơ chế sát khuẩn nó ở chỗ nào, tại sao là cái vết thương này tôi rửa oxy già nhưng cái vết thương khác thì tôi lại rửa cồn, tại sao là khi bị thủy đậu người ta lại không rửa oxy già mà người ta lại bôi xanh metilen lên da đó, ví dụ như thế. Thì các anh chị tìm hiểu để mình học thêm chỗ đó ha. Rồi bây giờ một cái thử nghiệm nữa là thử nghiệm Coagula. Thì một số vi khuẩn nó sinh ra cái men Coagula làm đông huyết tương.
Và cô Aguila thì nó hiện diện dưới hai dạng là cô Aguila tự do và cô Aguila liên kết. Thì đây là một cái thử nghiệm rất là quan trọng để người ta phân biệt cái con Staphylococcus aureus, tức là cái con tụ cầu vàng, với những cái tụ cầu khác còn lại. Chúng ta biết rằng là khi mà các anh chị cho làm xét nghiệm vi sinh mà phòng xét nghiệm vi sinh trả lời là bệnh nhân của mình bị nhiễm tụ cầu vàng thì nó rất là nguy hiểm ha. Thường thì khi mà mình ra có được cái kết quả là nhiễm tụ cầu vàng thì nếu mà thông thường là nhiễm trùng bệnh viện thì nó sẽ đi đôi với một cái kết quả kháng sinh đồ rất là xấu, tức là kháng với nhiều loại kháng sinh. Thế thì cái cách làm đó là đối với cái làm trên lam để tìm coagula liên kết là mình sẽ lấy cái vi khuẩn đó mình để lên lam, mình lấy một cái khuẩn lạc, vi khuẩn nó mọc trên môi trường đó mình để lên lam ha. Xong rồi mình giỏ một giọt nước muối sinh lý lên, mình trộn vi khuẩn đó với lại nước muối sinh lý thành một cái huyền dịch ở trên cái tấm lam, xong mình nhỏ lên vài ba giọt huyết tương, rồi mình trộn cái huyết tương đó với lại cái huyền dịch vi khuẩn. Thì nếu khi mình trộn mà huyết tương nó không có đông gì cả thì là âm tính, nhưng khi mình trộn như cái hình bên phải này các anh chị, khi mình trộn huyết tương với lại vi khuẩn thì huyết tương từ từ nó đông lợn cợn lại, thì đó là coagula dương tính. Thì cái thử nghiệm trên lam để mình tìm cái coagula liên kết. Bây giờ để tìm coagula tự do thì mình làm trong ống nghiệm, mình lấy một cái ống nghiệm vô khuẩn, mình cho vào đây 0,5 ml huyết tương, rồi mình cấy vi khuẩn vào, mình ủ. Sau 4 tới 6 tiếng thì mình lấy ra mình xem, nếu như mà huyết tương nó đông lại, như cái ống nghiệm này người ta nghiêng qua để cho mình thấy này ha, là nó đông lại thành cái cục huyết tương đông trong này thì là coagula dương tính. Còn bên đây là huyết tương nó không có bị đông thì là coagula âm tính. À, đây, cái trường hợp này là coagula dương tính, còn bên đây là coagula âm tính. Ha, à, xin lỗi, coagula âm tính là nó không có đông, còn bên trái là coagula dương tính. Rồi. Rồi, thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm lên men đường mannitol. Thì cái con tụ cầu vàng hồi nãy tôi nói đó, Staphylococcus aureus, thì nó có thể lên men đường mannitol trên cái môi trường MSA. Và cái nguyên tắc của lên men đường, tôi nhắc lại nha, cái này các anh chị ở bài vi khuẩn đường ruột các anh chị học cũng sẽ thấy rằng là vi khuẩn nó sử dụng đường là một cái chất dinh dưỡng, một cái chất cung cấp năng lượng, và nó chuyển qua đường bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó cái con đường phổ biến là lên men đường. Thế thì cái phản ứng lên men đường của vi khuẩn nó sẽ sinh ra axit, bất kỳ men đường nào cũng vậy, khi nó lên men đường thì nó sẽ tạo ra axit, và khi axit sinh ra nó sẽ làm thay đổi pH của cái môi trường mình cấy vi khuẩn đó. Cho nên là để khảo sát sự lên men đường của bất kỳ một cái loại đường nào thì cái cách làm đơn giản là mình cấy vi khuẩn vào trong cái môi trường có cái loại đường đó, và cái môi trường đó mình nhớ cho vào chất chỉ thị màu. Thì khi vi khuẩn lên men đường đó thì nó làm thay đổi pH của môi trường, và thế là nó làm đổi màu của cái môi trường. Mình chỉ cần nhìn vào cái sự đổi màu của môi trường là mình biết vi khuẩn có lên men đường đó hay không. Thì ở đây đối với cái đường mannitol cũng thế, là trong cái môi trường MSA, môi trường này nó có đường mannitol, ngoài ra nó có 7,5% muối và chất chỉ thị màu là đỏ phenol. Thế thì cái môi trường này bình thường á nó có cái màu đỏ như thế này. Khi mình cấy vi khuẩn vào, ngày hôm sau mình lấy ra mình xem, nếu như vi khuẩn mọc và đồng thời cái hợp thạch này nó chuyển thành màu vàng thì mình biết là vi khuẩn này có lên men đường mannitol. Còn nếu vi khuẩn mọc mà cái hợp thạch này không có đổi màu như cái hợp thạch ở giữa này đây thì đó là vi khuẩn không lên men đường mannitol ha. Đây các anh chị thấy cái nửa hộp bên trái này là mannitol âm tính, còn nửa hộp bên phải là mannitol dương tính. Người ta cũng có thể làm trong ống nghiệm, cái môi trường mannitol này người ta cho vào trong ống nghiệm ha. Thì cái ống bên trái này là mannitol dương tính, còn ống bên phải là mannitol âm tính. Rồi. Bây giờ cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm tắc SOA. Thì thử nghiệm này để làm cái gì? Thì người ta thấy rằng cái con liên cầu tiêu huyết beta nhóm A, tức là cái con Streptococcus pyogenes, thì cái con đây là cái con vi khuẩn mà nó hay gây viêm họng rồi gây thấp tim, thấp khớp, viêm cầu thận cấp đó các anh chị ha. Thì cái con này đó nó luôn luôn nhạy cảm với bacitracin, và người ta làm dùng ta làm cái thử nghiệm nhạy cảm với bacitracin, còn gọi là thử nghiệm tắc SOA, để người ta phân biệt cái con vi khuẩn này với những cái con liên cầu khác còn lại.
À, thì cái cách làm là rất là đơn giản các anh chị. Trên cái hộp thạch máu, cái này mình phải dùng thạch máu, lý do là cái con liên cầu này mình cấy trên những cái môi trường khác nó không mọc, môi trường phải có hồng cầu nó mới mọc. Hay anh chị thấy người ta cấy vi khuẩn lên, cái người ta đặt cái đĩa bacitracin lên, à rồi ngày hôm sau đọc kết quả. Thì nếu như ở cái hình bên trái này các anh chị thấy là không có vòng vô khuẩn thì mình kết luận là vi khuẩn kháng với bacitracin, và nếu mà nó kháng là nó không phải liên cầu nhóm A. Còn nếu có cái vòng vô khuẩn như cái hình bên phải thì như vậy là mình kết luận là nhạy cảm với bacitracin. Ở đây các anh chị chú ý không cần đo đường kính vòng vô khuẩn, nếu có vòng vô khuẩn dù lớn hay nhỏ là mình đều kết luận là nhạy cảm, và khi nó nhạy cảm là nó là liên cầu nhóm A. À, bây giờ tương tự mình có một cái thử nghiệm gọi là thử nghiệm Taxo-B, thì thay vì hồi nãy là bacitracin thì bây giờ là optosin. Người ta dùng cái thử nghiệm nhạy cảm với optosin để phân biệt cái con phế cầu với những con liên cầu mà cho tiêu huyết alpha khác. Đó, thì cái thử nghiệm này là gì, là mình cũng dùng cái môi trường thạch máu, mình cấy cái con vi khuẩn mình muốn thử nghiệm lên trên môi trường, xong cái mình đặt cái đĩa optosin lên. À, rồi ngày hôm sau mình đọc kết quả. Thì nếu như cái vòng vô khuẩn quanh cái đĩa optosin này mà từ 14 mm trở lên thì mình kết luận là nhạy. Và nếu nhạy thì nó là cái con phế cầu pneumococci. Còn nếu đường kính này là dưới 14 mm thì mình kết luận là kháng và nó không phải là pneumococci. À, thì các anh chị nhớ đối với cái optosin thì mình phải đo đường kính vòng vô khuẩn. Còn đối với bacitracin hồi nãy thì mình không cần đo đường kính vòng vô khuẩn. Rồi, các anh chị thấy ở đây, cái nửa hộp thạch bên trái là mình kết luận là kháng với optosin, nó không có vòng vô khuẩn. Còn ở bên phải thì nó có cái vòng vô khuẩn, và chúng ta sẽ lấy cái thước mình đo để mình so sánh ha. Rồi, bây giờ thử nghiệm kháng novobiosin thì nó cũng tương tự ha. Và ở đây thì mình dùng cái đĩa novobiosin. Thì cái con vi khuẩn Staphylococcus saprophyticus đó, nó kháng với novobiosin. À, thì ở đây mình dùng cái hộp thạch dinh dưỡng, mình cấy vi khuẩn lên rồi mình đặt cái đĩa novobiosin. Thì nếu như cái đường kính vòng vô khuẩn là từ 16 mm trở xuống thì nó là kháng, mà nếu kháng thì nó là cái con vi khuẩn Staphylococcus saprophyticus. Còn nếu mà đường kính là từ 16 mm trở lên thì mình kết luận là nhạy, mà nhạy thì không phải con này, có nghĩa là nó là những cái con tụ cầu khác. À, rồi chúng ta qua cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm câm. Thì trong các cái nhóm liên cầu đó, cái con liên cầu nhóm B nó có tiết ra một cái yếu tố người ta đặt tên đó là yếu tố câm. Thì cái yếu tố này nó có tác dụng hiệp đồng tiêu huyết với lại cái yếu tố emolysin ở cái con vi khuẩn Staphylococcus aureus. Thì để phát hiện cái yếu tố câm này để định danh, để xác định là một cái con liên cầu nào đó có phải là nhóm B hay không, thì cách làm nó như thế này. Anh chị nhìn lên cái hình này. À, cái thử nghiệm này phải được làm trên cái môi trường máu máu cừu, phải máu cừu mới được ha. Thì ở đây các anh chị thấy là trên cái hình này mình có ba cái đường cấy, đường cấy A, B và C. Thì trước tiên cái đường cấy C là cái đường dọc nè, cái đường thẳng đứng này. Thì cái đường cấy này là cái đường cấy của cái con vi khuẩn Staphylococcus aureus. Đây là cái chủng vi khuẩn mà mình giữ chủng trong phòng thí nghiệm nha. Và khi mình cấy lên môi trường thạch máu thì các anh chị thấy nó cũng gây tiêu huyết, nó có cái quầng sáng quanh cái đường cấy ha. Rồi, bây giờ cái chủng vi khuẩn mà tôi làm thử nghiệm thì tôi sẽ cấy vuông góc với cái đường cấy C. Thì ở đây tôi có hai chủng, cái chủng A là đường cấy A và chủng B là đường cấy B. Rồi, bây giờ nếu như là cái chủng vi khuẩn tôi làm thử nghiệm là con liên cầu nhóm B thì nó sinh ra yếu tố câm và nó gây cái hiện tượng hiệp đồng tiêu huyết với lại cái con vi khuẩn Staphylococcus aureus, và cái hiệp đồng tiêu huyết đó nó cho ra một cái hình ảnh tiêu huyết là cái hình tam giác. Các anh chị nhìn ở đây, hình tam giác với cái đỉnh nhọn hướng vào cái đáy của tụ cầu. Và như vậy thì chúng ta thấy ở cái đường cấy A đó mình có cái hình tiêu huyết giống như là một cái tên chỉ đường. À, thì khi mình nhìn thấy cái hình này, hình mũi tên như thế này,
thì mình nói đó là liên cầu nhóm A, là đó là nhiễm cầm dương tính. Còn ở cái đường B, các anh chị thấy cái con vi khuẩn này cũng gây tiêu huyết, nhưng ở cái tiếp giáp này nó không có tạo ra cái hình tâm, cho nên mình thử nghiệm cầm âm tính và nó không phải là cầm nhiễm B. Chúng ta thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm 3S lean nha. Thử nghiệm 3S lean thì trên cái nguyên tắc là một số vi khuẩn có thể biến cái chất esculin thành đường gluco và esculatin với sự xúc tác của ống mật, và esculatin được tạo thành nó sẽ hợp với dòng sắt trong môi trường cái hợp chất có màu đen. Có nghĩa là mình muốn biết là cái con khuẩn đó có chứa được esculin hay không, thì cái con khuẩn nó vào môi trường có cái chất esculin, có muối mật và có dòng sắt, rồi mình chờ ngày hôm sau nếu môi trường xuất hiện màu đen thì mình biết là vi khuẩn đó có chuyển hóa esculin, cho nên mình gọi là thử nghiệm esculin, thử nghiệm 3-esculin. Thì cái môi trường 3-esculin mình có thể là cấy vào trong ống nghiệm hoặc là trên hợp thạch. Thì ở đây đó, sau khi cấy thì mình thấy là cái ống bên trái này nó không có màu đen, tính 3-esculin âm tính. Còn cái ống bên phải này thì nó có màu đen ha. Còn trên hợp thạch thì sau khi mình cấy đó nó có màu đen như thế này, thì mình đọc là 3-esculin dương tính. Thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm tan trong muối mật. Thì nguyên tắc của cái thử nghiệm này là vi khuẩn phế cầu, cái con pneumococci, nó sẽ bị ly giải trong môi trường cầu. Và mình khi mình thực hiện thử nghiệm thì mình có một cái ống thử là có chứa muối mật và cái ống trứng là chứa nước muối sinh lý. Thì cái ống trứng này là ống bên trái là chứa nước muối sinh lý, ống bên phải là chứa muối mật. Mình cấy vi khuẩn vào hai ống này. Thì khi mình bỏ vi khuẩn vào trong nước muối sinh lý thì nó sẽ làm đục trong nước muối sinh lý, giống như nãy mình pha cái quyền dịch kháng sinh đồ đó nha. Còn cái ống thử này nè là có muối mật. Thế thì khi mình bỏ vào cái ống thử, nếu mà cái ống thử này nó đục có nghĩa là vi khuẩn không bị ly giải bởi muối mật. Còn cái ống thử trong thì có nghĩa là vi khuẩn bị ly giải bởi muối mật. Còn cái ống bên trái là có nghĩa là ống trứng, cái ống mà dung dịch nước muối sinh lý là ống. Chúng ta bỏ qua cái thử nghiệm là test. Rồi, cái chỗ cái thử nghiệm mà ASNLO, tôi xin lỗi chỗ này ha. ASNLO chứ phải là ALSO. Rồi, thì đây là một cái thử nghiệm mà mình dùng để xác định cái kháng nguyên này ở trong máu bệnh nhân, đặc biệt là những cái bé mà nó nhiễm liên cầu đó, mà để mình coi khả năng cái nguy cơ mà bị thấp tim, thấp khớp, viêm cầu thận cấp đó, mình sẽ thử cái kháng thể này. Thì cái nguyên tắc của kháng thể này là gì? Của cái thử nghiệm này là gì? Là khi mà mình nhiễm cái con liên cầu nhóm A thì con liên cầu này có cái kháng nguyên, đó là cái độc tố. Nó có cái kháng nguyên của cái độc tố. Có một bạn nào đó đang mở mic đó ha, mà tắt mic đi. Cái độc tố, cái kháng nguyên độc tố đó là streptolysinol. Thì cái độc tố này nó gây ly giải hồng cầu. Thì bây giờ khi mà cơ thể nhiễm liên cầu nhóm A, tức là nhiễm kháng nguyên này, thì cơ thể mình sẽ sinh ra cái kháng thể để chống lại cái kháng nguyên này, đó là anti-streptolino, viết tắt là ASNLO. Thì để phát cái kháng thể này trong máu thì nguyên tắc của cái thử nghiệm là gì? Là mình sẽ trộn cái huyết thanh của bệnh nhân với cái kháng nguyên, tức là với cái độc tố streptolysinol. Cái huyết thanh bệnh nhân này mình không biết là có kháng thể hay không. Thế thì khi mà mình trộn cái huyết thanh này với kháng nguyên, thì nếu trong huyết của bệnh nhân có kháng thể thì kháng nguyên này nó sẽ bị trung hòa đi. Nó bị kháng thể trung hòa. Và như vậy thì khi mà mình cho tiếp xúc với hồng cầu thỏ thì sẽ không còn hiện tượng tiêu huyết, không còn hiện tượng tán huyết. Nhưng nếu huyết thanh không có kháng thể thì cái kháng nguyên, tức là cái độc tố streptolysinol nó còn nguyên. Cho nên là khi tiếp xúc với cái hồng cầu thỏ thì nó sẽ gây tán huyết. Như vậy tóm lại là cái thử nghiệm này nếu như có tán huyết thì là thử nghiệm âm tính. Có nghĩa là trong huyết thanh của bệnh nhân không có kháng thể. Còn nếu không có tán huyết thì điều đó có nghĩa là trong huyết thanh của bệnh nhân có kháng thể. Mình nhớ vậy. Nó hơi ngược chút. Tức là nếu mà không có hiện tượng tán huyết thì là thử nghiệm dương tính và kết luận là trong máu của bệnh nhân có kháng thể.
Còn nếu không có hiện tượng tán huyết thì là thử nghiệm âm tính và trong máu của bệnh nhân không có kháng thể. Thử nghiệm phòng nang thì cái này đó dùng cho con phế cầu. Cái con phế cầu pneumococcus đó, hồi lúc mình học đó, thì cái bài đại cương vi khuẩn đó thì tôi có nói một số vi khuẩn nó có cái lớp vỏ bên ngoài, nó là một cái lớp nhớt. Thế thì cái lớp vỏ của con phế cầu nó cũng là một yếu tố kháng nguyên. Khi mà nó gặp kháng thể đặc hiệu thì cái lớp nhớt này nó phồng to lên và mình nhìn thấy được qua cái soi tươi vi khuẩn. Cho nên là mình sẽ dùng cái thử nghiệm này để mà mình tìm kháng thể trong máu bệnh nhân. Tức là mình sẽ lấy con phế cầu mình để lên lam, xong rồi mình lấy cái huyết thanh của bệnh nhân mình nhỏ lên cái lam đó rồi mình soi tươi. Nếu trong huyết thanh của bệnh nhân có kháng thể đặc hiệu của phế cầu thì cái con vi khuẩn nó sẽ phình to lên như thế này. Cái lớp vỏ nó phình to lên. Còn nếu mà không có cái hiện tượng phồng nang thì chứng tỏ là trong máu của bệnh nhân không có kháng thể. Đây, cái hình ảnh phồng nang nó như thế này các anh chị. Bên trái là phồng nang dương tính, còn bên phải là phồng nang âm tính. Thì đó là tôi đã trình bày các cái thử nghiệm mà mình dùng để định danh cái nhóm cầu khuẩn. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về phân loại. Bây giờ khi mà mình những cái vi khuẩn gây bệnh của mình mà mình nói cầu khuẩn, trực khuẩn, tức là mình phân chia theo hình dạng. Bây giờ cái nhóm cầu khuẩn đó thì mình lại chia nó thành cầu khuẩn gram dương và gram âm theo cái tính chất bắt màu. Nghe được không các anh chị ạ? Có còn bị dập không? Dạ nghe được tôi. Nhớ là có cái gì thì comment liền cho tôi ha. Rồi, thì các anh chị thấy này, dựa vào tính chất nhuộm gram thì mình có cầu khuẩn gram dương và cầu khuẩn gram âm. Thì đối với cầu khuẩn gram dương đó, người ta lại dựa vào đặc tính sinh vật hóa học và khả năng gây bệnh để người ta chia nó thành tụ cầu, liên cầu và phế cầu. Còn đối với cầu khuẩn gram âm thì trong cái khuôn khổ của bài này thì tôi chỉ đề cập tới song cầu gram âm, tức là cái nhóm Neisseria. Thì Neisseria gây bệnh đó thì người ta có hai cái con quan trọng, đó là lậu cầu Neisseria gonorrhea và não mô cầu Neisseria meningitis. Rồi lần lượt tôi sẽ nói năm cái nhóm này. Tụ cầu thì hình ảnh nhuộm gram của tụ cầu là những cái cầu khuẩn gram dương xếp thành hình chùm nho. Đây, trên tiêu bản nhuộm gram mình sẽ thấy như vậy. Đây, xếp thành từng chùm như thế này anh chị. Vì nó bắt màu tím cho nên người ta liên tưởng tới cái hình ảnh của chùm nho nha. Xếp thành hình chùm nho. Đây, như thế này. Và tại sao nó lại xếp thành chùm? Lý do là con cầu này khi phân chia tế bào thì nó phân chia trong không gian 3 chiều, nó tạo nên những cái chùm vi khuẩn như thế này trong không gian 3 chiều. Và khi mình dàn lên tiêu bản mình nhuộm thì mình sẽ thấy cái hình ảnh như hồi nãy. Tụ cầu mọc dễ dàng trên những cái môi trường nuôi cấy thông thường và đặc biệt nó có thể phát triển được ở cái môi trường MSA có nồng độ muối là 7,5% như nãy tôi đã nói. Về mặt phân loại thì có khoảng 30 loại tụ cầu khác nhau. Trong đó thì hầu hết các loại tụ cầu này là những cái con vi khuẩn sống thường trú trên da, trên bề mặt cơ thể chúng ta hoặc trong môi trường, đặc biệt là nó thường trú trên da. Chỉ có những cái con tụ cầu, chỉ có một số tụ cầu gây bệnh cho người, thì những cái con này các anh chị cũng cần cần nhớ cái tên nó ha. Còn dập không các anh chị? Âm thanh còn bị dập không nè? Rõ Dạ không các không anh chị? thôi, dạ rõ. Rồi. Thì những cái vi khuẩn mà gây bệnh đó, những cái con tụ cầu gây bệnh thứ nhất là Staphylococcus aureus. Các anh chị cần phải biết cái con này ha. Con này mai mốt mà đi lâm sàng mình gặp hoài. Các anh chị mà bệnh nhân của mình mà viêm phổi do tụ cầu hay nhiễm trùng huyết do tụ cầu, mà mấy cái nhiễm trùng bệnh viện mà nhiễm cái con Staphylococcus aureus là mình mệt lắm đó các anh chị ha. Rồi, cái con thứ hai là Staphylococcus epidermidis. Và cái con thứ ba là Staphylococcus saprophyticus. Đấy. Ở đây đó mình nhớ mấy cái này cũng như các anh chị học ký sinh trùng nó khó nhớ. Nhưng mà sau này khi làm chuyên môn rồi đó thì mình thấy là mình cũng phải biết chút đỉnh về cái chỗ này để khi mà người phòng xét nghiệm người ta trả kết quả về đó mình đọc lên, mình đọc lên cái tên này mình biết cái này là cái nhóm cầu khuẩn gram dương. Còn đọc lên cái tên này mình biết đây là trực khuẩn đường ruột nè.
Đó, thì ít ra là những cái tác nhân gây bệnh thông thường thì các anh chị phải nắm. Chính vì thế mình mới học cái môn tin này nha. Rồi, thì tụ cầu đó là nó sẽ gây tiêu huyết alpha, xin lỗi, gây tiêu huyết beta như thế này, hoặc là không tiêu huyết, tùy theo loại tụ cầu. Nó không có tiêu huyết alpha mà nó chỉ có hoặc là tiêu huyết beta hoặc là không tiêu huyết nha. Tụ cầu sẽ cho thử nghiệm catala dương tính, và đây là cái tính chất, cái thử nghiệm mà để mình phân biệt giữa tụ cầu với liên cầu và phế cầu. Còn trên môi trường MSA thì tụ cầu mọc được, trong khi liên cầu và phế cầu không mọc được. Ngoài ra mình còn xem cái tính chất lên men đường mannitol. À, bây giờ phân loại tụ cầu thì ở đây tôi nói phân loại về mặt vi sinh lâm sàng. Thì về mặt lâm sàng đó, người ta chia tụ cầu làm hai nhóm. Nhóm là tụ cầu coagula dương tính và nhóm thứ hai là tụ cầu coagula âm tính. Thì cái nhóm tụ cầu coagula dương tính mình nói là nhóm, nhưng thật ra nó có một con thôi, đó là cái con Staphylococcus aureus. Người ta tách nó ra riêng một mình nó. Và hai cái nhóm này đó, các anh chị thấy những cái tính chất định danh nó khác nhau ha. Tụ cầu coagula dương tính đó là nó sẽ gây tiêu huyết trên môi trường thạch máu. Làm thử nghiệm coagula nó dương tính, và trên môi trường MSA thì nó lên men đường mannitol. Trong khi những cái con tụ cầu thuộc cái nhóm coagula dương tính, tức là nếu như mình nói hồi nãy có 30 loại đó, thì cái nhóm này nó gồm có 29 loại còn lại ngoài cái con Staphylococcus aureus. Thì tính chất của cái nhóm này là gì? Là trên môi trường thạch máu nó không gây tiêu huyết, nó không sinh coagula và nó không lên men đường mannitol. Thì đây là tôi đang nói những cái tính chất để mình định danh. Nhưng mà bây giờ trở lại, các anh chị thấy là tại sao người ta lại tách cái con này ra, nó đứng riêng một mình nó. Lý do là các anh chị thấy vì cái con vi khuẩn này nó có nhiều yếu tố độc lực khác với những con tụ cầu còn lại. Bằng chứng là các anh chị thấy nó gây tán huyết nè. Nè, khi nhiễm vào cơ thể nó gây tán huyết nè. Nó sinh coagula để giúp cho vi khuẩn thoát khỏi hiện tượng thực bào và nhiều cái yếu tố độc lực khác nữa. Ở cái bài lý thuyết các anh chị học, các anh chị sẽ thấy. Cho nên là cái con vi khuẩn này người ta tách về mặt định danh, các cái tính chất nó khác những con còn lại là một chuyện rồi. Nhưng mà về khả năng gây bệnh thì nó cũng có khả năng gây bệnh vượt trội so với những con tụ cầu. Về mặt khả năng gây bệnh thì trên cái sơ đồ này đó, thì các anh chị thấy là tụ cầu nó gây bệnh khắp nơi trong cơ thể rồi. Nó gây nổi cái chấp ở mắt nha, gây mụn nhọt, gây viêm son, viêm phổi, rồi gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm tủy xương, nhiễm trùng đường tiểu, rồi viêm nội tâm mạc, vân vân, khắp nơi hết. Tuy nhiên thì trong số những cái loại nhiễm trùng này thì cái nhiễm trùng mà đặc trưng cho tụ cầu chính là những cái mụn nhọt ngoài da và áp xe. Thì đây là cái những cái mụn nhọt, mụn mủ ở ngoài da. Và các anh chị thấy là nếu các anh chị nhìn kỹ trên cái hình này thì mình thấy là ở mỗi cái mụn này nè, nó đều xuất phát từ một cái sợi lông, đúng không? Trên mỗi cái mụn này nó đều có cái sợi lông ở giữa. Điều đó chứng tỏ là cái ổ nhiễm trùng này nó xuất phát từ cái nang lông. Đó. Thì trong những cái bệnh nhiễm trùng ngoài da thì mình có cái bệnh trứng cá, mụn trứng cá. Thì chúng ta thấy là cái mụn trứng cá là một cái tình trạng nhiễm trùng nang lông. Và ngoài ra thì mụn trứng cá nó còn liên quan tới cái yếu tố nội tiết. Và do đó thì mình thấy mụn trứng cá thường gặp ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên. À, là cái lứa tuổi mà cái sự hoạt động của cái tuyến bã nhờn này nó mạnh do cái tác động của nội tiết. À, thì như vậy thì trong cái điều trị mụn trứng cá đó, cái bệnh này nó thuộc chuyên khoa da liễu, thì người ta sẽ kết hợp rất là nhiều cái biện pháp vệ sinh da nè, ha, bằng tại chỗ hoặc là toàn thân, rồi thì phải dùng kháng sinh để diệt khuẩn, rồi phải điều chỉnh cái chế độ ăn à, để giảm chất ngọt, giảm đường, giảm béo, rồi chế độ tập luyện thể dục thể thao vân vân để giảm tiết cái bã nhờn. À, và như vậy thì điều trị mụn trứng cá là một cái quá trình rất là phức tạp. Mình hiểu rõ cái cơ chế và mình phải phối hợp nhiều biện pháp thì điều trị nó mới thành công được ha. À, cái điểm trùng mà do tụ cầu nữa là các cái áp xe. Thì khi mà bị áp xe hay là những cái mụn mủ như thế này thì cái dịch bên trong mình gọi là mủ, và mủ chính là cái mô bị hoại tử dưới những cái tác động của độc tố cũng như là enzyme ngoại bào của vi khuẩn. Bây giờ cái con thứ hai là liên cầu. Thì hình ảnh nhuộm ram của liên cầu nó là những cầu khuẩn gram dương và xếp thành chuỗi, anh chị thấy ha. Chuỗi có thể là dài ngắn khác nhau giống như cái chuỗi hạt mình đeo cổ. Đây.
tại sao nó lại xếp thành chuỗi? Lý do là vì cái con này đó, cái con vi khuẩn này nó phân chia trong cái mặt phẳng nằm ngang, chứ nó không phân chia trong không gian ba chiều, cho nên nó xếp thành chuỗi. Về mặt nuôi cấy thì con liên cầu nó khác với tụ cầu là nó chỉ mọc được trên những môi trường giàu dinh dưỡng ha, và nó có thể gây tiêu huyết alpha, beta hoặc là gamma tùy theo loại vi khuẩn, nó có nhiều kiểu tiêu huyết khác nhau. Và một cái yếu tố nữa là con vi khuẩn này nó chỉ mọc được trong điều kiện khí trường có 5 tới 10% CO2. Thì để tạo được cái điều kiện này đó thì người ta dùng cái kỹ thuật ủ bình nến. Nè, ủ bình nến là như thế này. Ủ bình nến là các anh chị nhìn cái hình bên phải thì ha, là đây là những cái hộp thạch mình đã cấy vi khuẩn. Thì thay vì mình để những hộp thạch này vào trong tủ ủ thì trước khi để vào tủ ủ đó, mình sẽ để nó vào cái bình như thế này. Họ đang cày mình để vào rồi mình kín lại. Thì mình bưng cái bình này mình để vào trong tủ ủ thì cái ngọn đèn cầy này nó cháy chừng vài phút sau nó sẽ tắt, và khi cái ngọn đèn cầy này nó cháy có nghĩa là nó đã tiêu thụ một cái lượng oxy và nó thải ra một cái lượng CO2. Khi nó tắt thì cái lượng CO2 đó trong bình là tương ứng với 5 tới 10%, và như vậy thì trong vi sinh khi mà nói ủ bình nến có nghĩa là mình tạo ra 5 tới 10% CO2 nha. Rồi, liên cầu thì tùy theo loại, liên cầu nó có khoảng gần 20 nhóm khác nhau, thì tùy theo cái nhóm, nó có thể gây tiêu huyết beta, alpha hoặc là gamma. Đó, nha. Làm thử nghiệm Catalla thì liên cầu nó sẽ cho thử nghiệm Catalla âm tính. Và trên môi trường MSA thì liên cầu nó không mọc được. Đây là những cái thử nghiệm, những cái tính chất mà giúp phân biệt giữa liên cầu với là tụ cầu. Để phân biệt với phế cầu, thì cái con liên cầu nó sẽ không tan trong muối mật và nó đề kháng với octoxin. Khi mình làm thử nghiệm taxo-B thì nó đề kháng với octoxin. À. Bây giờ phân loại liên cầu thì liên cầu nó có rất là nhiều nhóm, và ở đây đó thì khi làm xét nghiệm thì người ta chỉ quan tâm tới những cái nhóm gây bệnh thôi. Thì ở đây cái sơ đồ này ở trong giáo trình của các anh chị là nó ở trang 50 đó nha. Thì mình xem cái sơ đồ thì cái sơ đồ ở trang 50 là một cái sơ đồ lớn. Ở đây tôi cắt ra nha, thì các anh chị thấy là nếu là tiêu huyết beta thì mình có liên cầu nhóm A và nhóm B. Tiêu huyết alpha thì mình có là Streptococcus viridans và Nong enterococci của nhóm D. Còn nếu tiêu huyết gamma thì mình có Streptococcus viridans, enterococci và Nong enterococci của nhóm D. Đó, thì đây là những cái con vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Ví dụ nhóm A là cái con liên cầu gây viêm họng. Viêm họng và nó có thể gây viêm cầu thận cấp, thấp tim, thấp khớp. Còn nhóm B là cái con mà nó gây nhiễm ở âm đạo, nó gây nhiễm trùng sơ sinh. Đó, và mình làm cái công test để mình xác định cái nhóm B. À, và mình làm cái xét nghiệm tầm soát ở những cái phụ nữ mang thai ở tuần thứ 35 tới 37 trước khi sinh để mình phát hiện cái con liên cầu nhóm B này. Cái con Streptococcus viridans là cái con mà gây viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Còn cái nhóm D thì mình có hai con là Enterococci và Nong-enterococci. Thì cái con Enterococci này là cái con gây nhiễm trùng bệnh viện và nó đề kháng tự nhiên với nhiều loại kháng sinh. Đó. Rồi. Thế thì khi mà đây là những cái nhóm liên cầu gây bệnh thường gặp. Thế thì bây giờ thứ nhất là nếu mà trên môi trường thạch máu mà cho tiêu huyết beta thì mình sẽ xác định, mình đầu tiên mình sẽ làm cái thử nghiệm nhạy cảm với bacitracin nha, gọi là thử nghiệm taxo A. Thì nếu mà thử nghiệm này dương tính tức là nhạy cảm đó thì nó là nhóm A. Còn nếu nó không nhạy cảm thì mình làm tiếp cái test câm. Và nếu test câm dương tính thì nó là nhóm B, còn nếu âm tính thì nó không phải nhóm A và nhóm B. Trong trường hợp tiêu huyết alpha thì nó có hai khả năng, là một là Streptococcus viridans, hai là Nong enterococci. Thế thì mình sẽ làm cái thử nghiệm bias Pudin. Nếu thử nghiệm này dương tính thì nó là Nong enterococci, còn nếu âm tính thì nó là Streptococcus viridans. À. Còn trong trường hợp không tiêu huyết thì mình có ba khả năng. Thì cái đầu tiên hết là mình xem coi là nó có phải là enterococci hay không. Con này nó không gây tiêu huyết thì mình sẽ cấy vào cái môi trường có nồng độ muối là 6,5%. Thì cái con enterococci là nó mọc được ở cái môi trường này. Các chị đừng nhầm với môi trường 7,5% mình nãy của tụ cầu ha. Rồi. Bây giờ nếu mà vi khuẩn mọc được thì nó là enterococci. Nếu nó không mọc được thì mình lại làm cái thử nghiệm bias Pudin để mình
coi coi là nó là Streptococcus suy răng hay là Nong enterococci. Thì đó là những cái thử nghiệm để mình định danh các cái con liên cầu gây bệnh. Và các cái thử nghiệm này làm như thế nào thì nãy cái phần trước tôi đã nói rồi nha. Bây giờ liên cầu nó gây bệnh gì thì các anh chị thấy ha. Liên cầu nó gây viêm màng não, viêm xoang, viêm họng, viêm phổi, viêm khớp, rồi tiết niệu sinh dục, vân vân. Như vậy thì nó cũng gây bệnh khắp nơi trong cơ thể. Tuy nhiên thì cái bệnh cảnh đặc trưng của liên cầu là chính là nhiễm trùng đường hô hấp. Và liên cầu là một trong những cái tác nhân, ví dụ liên cầu nhóm A là gây gây viêm họng, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên, mà các anh chị biết rồi, viêm họng là một cái bệnh thông thường ở trẻ nhỏ. Cái chuyện mà con nít, đặc biệt là lứa tuổi mà từ sau thôi nôi cho tới lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo, thì cái chuyện ho sổ mũi là bình thường. Và ở Việt Nam thì mình có thể nói là nếu mà cái lứa tuổi mà nhà trẻ mẫu giáo mà bé nào mà nó không ho, không sổ mũi thì không lớn nổi thành người, đúng không? Nó là một cái bệnh rất là thông thường đấy. Rồi thì viêm phổi liên cầu nó là tác nhân quan trọng gây viêm phổi cộng đồng cũng như là viêm phổi bệnh viện, viêm phế quản, vân vân đấy. Tụ cầu thì các anh chị nhắc tới tụ cầu là mình nhớ tới cái chuyện là nhiễm trùng ngoài da ha, áp xe. Còn nhắc tới phế cầu, xin lỗi, nhắc tới liên cầu thì mình nhớ tới những cái nhiễm trùng liên quan tới đường hô hấp đó. Rồi bây giờ cái con thứ ba là phế cầu pneumococci. Thì về mặt hình ảnh nhuộm ram thì con này là cầu khuẩn ram dương, nhưng các anh chị thấy nó không có tròn như cái con tụ cầu và liên cầu rồi, mà nó hơi dẹt dẹt như thế này, và đặc biệt là nó xếp thành đôi ha. Đấy, nó xếp thành đôi thế các anh chị, đấy, luôn luôn nó đứng thành đôi như thế này nha. Thì cái hình dạng của con phế cầu khi mà chụp cái kính hiển vi điện tử thì nó như vậy nè các anh chị, tức là nó không phải tròn như hòn bi mà nó nhọn nhọn ở một đầu, và nó luôn luôn đứng thành đôi, nó dính thành đôi như thế. Vi khuẩn này cũng mọc trên môi trường giàu dinh dưỡng và cần có 5 tới phần 10% CO2 thì nó mới mọc được. Và phế cầu nó chỉ cho tiêu huyết alpha mà thôi nha các anh chị, chỉ cho tiêu huyết alpha. Như vậy là nếu là tiêu huyết beta và không tiêu huyết thì chắc chắn không phải là phế cầu. Cho nên là khi mà trên cái hộp thạch máu nó cho tiêu huyết alpha thì mình sẽ phải phân biệt với những cái liên cầu mà tiêu huyết alpha. Nãy mình có liên cầu tiêu huyết alpha là cái con Streptococcus viridans và cái con Nong enterococci, nó cũng cho tiêu huyết alpha. Đấy. Khi làm thử nghiệm Catala thì phế cầu cho thử nghiệm Catala âm tính, mình phân biệt với tụ cầu. Còn nếu làm thử nghiệm tan trong muối mật thì nó sẽ bị tan trong muối mật và nó nhạy cảm với oxytocin để phân biệt với liên cầu. Đấy. Tóm lại là định danh phế cầu là khi nhuộm ram thấy nó là cầu khuẩn ram dương xếp thành đôi ha. Cho tiêu huyết alpha trên môi trường thạch máu, làm thử nghiệm Catala âm tính, làm thử nghiệm tan trong muối mật dương tính và nó nhạy cảm với oxytocin là mình kết luận nó là phế cầu. Phế cầu nó chỉ có một nhóm một thôi, nó chỉ có một tiếp huyết thanh thôi nha. Bây giờ về khả năng gây bệnh của phế cầu thì phế cầu nó cũng gây bệnh ở nhiều nơi cơ thể, nhưng cái ảnh là lâm sàng đặc trưng của phế cầu chị nhớ là nó gây nhiễm trùng ở đường hô hấp và hành kinh trung ương nha. Thì phế cầu hiện nay mình đã có vaccine ngừa phế cầu, vaccine dịch vụ với mục đích là ngừa viêm phổi trẻ em và viêm phổi ở người già, cũng như là ngừa não mủ ở trẻ em. Thì con nít là nên cho chích ngừa phế cầu để mình ngừa viêm phổi và viêm màng não mủ. Còn người lớn trên 60 tuổi thì mình cho chích ngừa phế cầu, đặc biệt là những người có những cái bệnh mãn tính ở phổi, với viêm phế quản nhẹ hoặc là bệnh phổi nhẹ. Thì cái này nào sau này mình làm chuyên khoa hô hấp đó, thì mình nhớ những cái bệnh nhân lớn tuổi mà có những cái bệnh này các anh chị nên đi cho chích ngừa phế cầu. Ví dụ như trong bệnh viêm phế quản mãn thì có một mà bị bội nhiễm vi khuẩn hay là virus thì sẽ làm cho chức năng hô hấp của bệnh nhân giảm xuống rất là nhanh, và khi chức năng hô hấp giảm là nó sẽ không có hồi phục. Cho nên là ở những cái người như thế thì mình có hai cái loại vaccine mà các anh chị chú ý mình phải phải cho người ta đi tiêm, đó là ngừa phế cầu và ngừa cúm. Cứ mỗi lần mình nhiễm cúm, cái này là cúm mùa hàng năm đó các anh chị, thì cứ mỗi lần cái bệnh nhân viêm phế quản mãn hay là bệnh phổi tắc nghẽn đó, những cái người thuốc lá lâu năm đó mà bị cúm một cái thì sao có được cúm đó,
chức năng hô hấp nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thế thì mình dùng cái vaccine này nó sẽ giúp cho kéo dài duy trì cái chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Thì vaccine cúm là mình phải chích mỗi năm, còn vaccine ngừa phế cầu thì 5 năm mình mới chích lại một lần. À. Bây giờ mình qua cái sông cầu Rama âm Neisseria, thì hình ảnh của sông cầu Rama âm nhuộm ram là như thế này. Nó là sông, nó là đứng luôn luôn đứng thành đôi, và nó có cái hình hạt cà phê, hay là người ta mô tả nó là hạt đậu, và nó luôn luôn đứng thành đôi như các anh chị nhìn ha, đứng thành đôi với mai hai cái mặt lõm úp vào nhau. Thì ở đây cái hình mà bên tay trái, cái mũi tên bên tay trái, thì đây là một cái con sông cầu ram đứng bên ngoài tế bào bạch cầu. Cái tế bào lớn các anh chị thấy có màu đỏ, đây là tế bào bạch cầu đa nhân. Thế thì cái mũi tên bên trái nó chỉ vào trong cái con sông cầu Rama âm, nó đứng bên ngoài bạch cầu, mình gọi là ngoại bào. Còn cái mũi tên bên phải đó đang chỉ vào một nhóm những cái con vi khuẩn đứng thành cặp, mà ở đây là đứng bên trong tế bào bạch cầu đa nhân, mình gọi là sông cầu Rama âm nội bào. Thì chính những cái con sông cầu Rama âm nội bào này là những cái con gây bệnh. Đây các anh chị thấy, đây là hình ảnh nhuộm ram. Những cái tế bào lớn bắt màu đỏ là bạch cầu đa nhân, còn sông cầu Rama âm thì nó rất là nhỏ, nó ở bên trong tế bào bạch cầu đa nhân như thế này. Đấy. Về cái hồi nãy tôi nói hình dạng, thì nếu mà nhìn với kính hiển vi điện tử thì sông cầu Rama âm nó là những cái tế bào mà nó như là phân nửa cái hình cầu như thế này, và nó luôn luôn đứng thành đôi với cái mặt lõm úp vào nhau. À. Thì tính chất của vi khuẩn này là nó chỉ mọc được trên những cái môi trường giàu dinh dưỡng và phải ủ trong bình nến thì nó mới mọc được. Về tính chất sinh vật hóa học thì vi khuẩn này nó cho thử nghiệm oxida dương tính và catala dương tính. Như vậy thì để chẩn đoán Neisseria, để xác định đây là Neisseria, thì mình nhuộm ram, mình thấy nó là sông cầu Rama âm. Làm thử nghiệm oxida dương tính, catala dương tính thì mình xác định nó là Neisseria. Nhưng mà Neisseria là con gì? Trong hai cái con Neisseria meningitidis và Neisseria gonorrhoeae, thì hai cái con vi khuẩn này đó nó khác nhau ở cái sự lên men đường manto, à, và nó cùng giống nhau ở chỗ là cùng lên men đường leuco và cùng không lên men đường sucrose. Thế thì người ta dựa vào tính chất này, người ta làm một cái thử nghiệm để phân biệt hai cái con vi khuẩn này, đó là thử nghiệm lên men đường nhanh. Tức là người ta sẽ cấy vi khuẩn vào ba cái ống nghiệm chứa ba loại đường như trên. Thì các anh chị khi mà cấy vi khuẩn vào ba cái ống nghiệm này, người ta ủ thì người ta thấy là khi vi khuẩn nó mọc đó, thì cái ống sucrose là luôn luôn không đổi màu, vì hai con vi khuẩn này đều không lên men đường sucrose, và cái ống leuco là cái ống bên tay trái đó là luôn luôn đổi màu. Và như vậy thì người ta sẽ dựa vào cái ống manto ở giữa. Nếu cái ống manto mà đổi màu từ màu đỏ sang màu vàng thì đó là Neisseria meningitidis. Còn nếu ống manto mà không đổi màu, tức là không lên đường manto, thì nó là Neisseria gonorrhoeae. Cái đó mình gọi là thử nghiệm lên men đường nhanh. Nha. Bây giờ về khả năng gây bệnh thì Neisseria gonorrhoeae là gây bệnh lậu. Bệnh lậu là một cái bệnh nhiễm trùng niệu đạo có mủ. Ở nam giới thì nó thể hiện bằng cái giọt mủ ở ở ở niệu đạo buổi sáng sớm, còn ở nữ thì cái dịch âm đạo nó sẽ có mủ ha, và đây là một trong những cái bệnh lây qua đường tình dục. Cái bệnh này các anh chị sẽ học ở cái học phần bệnh học da liễu, có thể là năm thứ ba ha. Đấy. Ở ngoài ra thì mình còn có một cái bệnh cảnh lâm sàng nữa, đó là viêm kết mạc do lậu. Cái này thường gặp ở trẻ sơ sinh, tức là ở những cái bà mẹ bị nhiễm vi khuẩn lậu ở âm đạo, và khi mà sinh thường đó, thì em bé nó chui qua âm đạo thì kết mạc của nó sẽ nhiễm cái con vi khuẩn lậu, và biểu hiện lâm sàng là 1 2 ngày sau khi sinh thì kết mạc bé, hai con mắt của bé nó sưng bụp lên ha, cái mi mắt nó dày lên và gàng nó đóng bít hết hai con mắt luôn, gàng màu xanh đó. Thành ra là để phòng cái chuyện này thì các anh chị thấy là ở cái phòng xanh đó, sau khi em bé được sinh ra cắt rốn rồi thì quấn tã đồ xong, thì cái cô nữ hộ sinh sẽ nhỏ vào hai bên mắt của bé mỗi bên một giọt dung dịch nitrat bạc để mà sát khuẩn kết mạc mắt của bé. À. Còn cái con Neisseria meningitidis thì nó gây cái bệnh cảnh là nhiễm não mô cầu. À. Thì nhiễm não mô cầu nó có nhiều cái hình thức lâm sàng, ví dụ như là những cái ban xuất huyết dưới da như thế này. À.
và đặc biệt là viêm màng não mủ do não mô cầu có thể gây thành dịch ở trẻ em. Và trong bệnh viện đó, thì cái con này nó dễ lây lắm các anh chị. Cho nên khi các anh chị phát hiện bệnh nhân mà nhiễm não mô cầu là các anh chị phải báo lên trưởng khoa, báo lên ban giám đốc để mình khoanh vùng lại, ha, báo động dịch ở trong bệnh viện. Thì tất cả những cái người thăm nuôi bệnh và nhân viên y tế đã và đang tiếp xúc với bệnh nhân đó phải được dùng kháng sinh phòng ngừa. Đấy. Thì những cái này các anh chị sẽ học ở cái phần lý thuyết ha. Như vậy thì tóm lại là tôi đã nói xong với các anh chị về cái bài định danh cầu khuẩn ha. Bây giờ cái bài này thì nãy giờ nghe mệt không các anh chị? Đúng rồi, có bạn có các anh chị có comment cho tôi là cái triệu chứng lậu ở nam giới là gọi là giọt xương mai ha, giọt giọt xương ban mai đó. Rồi ngoài cái mà viêm niệu đạo do lậu, rồi viêm kết mạc do lậu thì còn viêm họng nữa. Đúng rồi, quá trời nhiều hả? Rồi bây giờ quá trời nhiều thì mình sẽ làm cho nó đỡ rối ha. Bây giờ học đó thì trước tiên các anh chị học các cái thử nghiệm đó, học các cái thử nghiệm đó thì các anh chị chú ý cho tôi là mình học thì mình học cái gì, mình sẽ học cái nguyên tắc của thử nghiệm đó và cái kết quả của thử nghiệm nó như thế nào ha. Bây giờ quá trời nhiều những cái thử nghiệm, thế thì nãy giờ thì tôi giảng và những cái thử nghiệm sau đây là mình không có thi nè nha, để các anh chị cảm thấy là nó cũng nhẹ nhàng bớt ha. Tiêu huyết là các anh chị sẽ học nè, Catala là có học nè, Coagula là có học nè, có thi lên mang đường manitol. Rồi cái nào mà không có thi thì tôi sẽ nói để các anh chị biết ha. Nhạy cảm với novobiosin là không, tôi không cho thi nha. Rồi thử nghiệm latex là không có thi, thử nghiệm ASNO cũng không có thi nha. À, các chị học để biết thử nghiệm phòng nang cũng không có thi. Rồi bây giờ tới những cái phần định danh này nè, thì các anh chị sẽ học tính chất của từng cái loại vi khuẩn và các cái thử nghiệm thì mình phải biết, ví dụ như để phân biệt giữa tụ cầu với liên cầu và phế cầu thì là thử nghiệm gì, rồi phân biệt giữa liên cầu với phế cầu là thử nghiệm gì đó, mình nắm như thế. Và thí dụ như cái tiêu huyết thì ở đây rõ ràng là tụ cầu là hoặc là nó gây tiêu huyết hoặc là không tiêu huyết. Còn liên cầu thì tùy theo nhóm nó có thể gây tiêu huyết alpha, beta, gamma, và trên cái sơ đồ này thì các anh chị cũng nhớ là loại nào nó gây tiêu huyết kiểu gì ha. Ví dụ trên cái sơ đồ này đó thì nó có ở trong cái giáo trình của các anh chị đấy đó ha, nó có trong giáo trình của các anh chị. Vấn đề là trong giáo trình của các anh chị là nguyên cái sơ đồ lớn trong một cái trang giấy A4, còn ở đây là tôi cắt nhỏ từng cái phần ra ha để các anh chị dễ học. Rồi được chưa? Rồi các anh chị có câu hỏi gì không? Cái slide đó thì cái slide thì nếu mà các anh chị cần thì tôi sẽ in ra cho lớp chứ tôi không cho file được nha. À. Rồi bây Con nhắc giờ lại dùm những tiếng thử nghiệm mà thi đi con. tôi chỉ Nếu như nhắc những không cái rõ. thử nghiệm không thi thôi. Hồi nãy giờ mình học rất là nhiều thì những cái không thi, thì những cái còn lại là thi. Bốn thử nghiệm mình không có thi nè. Tôi nhắc lại là thử nghiệm latex, ASNO, phòng nang, novobiosin nha. Rồi còn lại thì các anh chị học được chưa? Rồi bây giờ trước khi kết thúc cái phần của tôi thì tôi xin nói thêm một chút chỗ này nữa. Cái chỗ này không có thi cử gì, chỗ này thì tôi muốn trình bày thêm cho các anh chị thôi. Cái bài này lớp mình không có học.
các anh chị cũng là bác sĩ đa khoa, chỗ này các anh chị nghe thôi ha, không có trong giáo trình đâu, nghe thôi. Bây giờ đó chúng ta biết rằng là cái xét nghiệm huyết thanh học đó, tức là tìm cái kháng thể trong máu bệnh nhân, hiện giờ mình sử dụng rất là rộng rãi để mình chẩn đoán những cái tác nhân gây bệnh, đặc biệt là những cái tác nhân gây bệnh mà mình không có cấy rồi được đó nha. Thế thì khi mà mình dùng cái xét nghiệm huyết thanh học á, cái ưu điểm của xét nghiệm huyết thanh học là gì? Cái thứ nhất đó là lấy bệnh phẩm nó đơn giản lắm, chỉ cần rút máu, đúng không? À, nhiễm trùng ở đâu? Các anh chị nghe đi, lát tôi sẽ nói cái phần thi sao nha. Giờ các anh chị nghe cái này giùm tôi đi. Cái phần này tôi nói không có thi, nhưng mà tôi nghĩ là nó quan trọng cho nên các anh chị nghe nha. Rồi một lát tôi nói tới cái chuyện thi sao. Thì xét nghiệm huyết thanh học nó có những cái ưu điểm mà làm cho ngày nay người ta sử dụng nó rất là rộng rãi. Đó là gì? Lấy bệnh phẩm đơn giản nha, là máu, luôn luôn là máu. Và cái thứ hai là cho kết quả nhanh, cho kết quả nhanh. Và cái thứ ba là nó ít tốn kém hơn những cái xét nghiệm khác. Thế thì khi làm cái xét nghiệm huyết thanh học có nghĩa là mình dựa vào cái phản ứng kháng nguyên kháng thể, thì mình lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất là xét nghiệm huyết thanh học nó sẽ có kết quả định tính và định lượng. Định tính thì nó chỉ trả lời cho mình biết là có hay là không có kháng thể trong máu. Còn định lượng thì người ta sẽ trả lời cho mình trong trường hợp có kháng thể trong máu thì hiệu giá kháng thể là như thế nào. Thì cái hiệu giá kháng thể này nó sẽ giúp cho mình đánh giá được là cái hiệu giá kháng thể đó là cao hay thấp, có đủ để kết luận cái người đó bị bệnh hay không. Và cái thứ hai là trong trường hợp các anh chị cần theo dõi đáp ứng điều trị, thì trong một số trường hợp trong quá trình điều trị nếu mà đáp ứng điều trị thì hiệu giá kháng thể nó sẽ giảm dần. Đó, thành ra cái xét nghiệm định lượng nó sẽ giúp cho mình đánh giá hiệu quả điều trị. Rồi, bây giờ trong xét nghiệm huyết thanh học thì nó còn có khái niệm ranh giới hiệu giá. Tức là trong trường hợp mình chỉ làm xét nghiệm huyết thanh học một lần thôi, mình không có làm nhiều lần, không có làm hai lần như người ta nói. Thì như vậy là khi mà các anh chị ra một cái hiệu giá kháng thể thì mình phải so sánh để mình kết luận là cái người này có bị bệnh hay không. Thế thì ranh giới hiệu giá chính là cái trị số hiệu giá kháng thể trung bình ở ngoài quần thể. Tức là người ta sẽ làm hàng ngàn cái xét nghiệm ở ngoài quần thể bình thường, những người bình thường ở ngoài cộng đồng, để người ta xem là cái hiệu giá kháng thể trung bình là bao nhiêu. Thì cái đó được gọi là ranh giới hiệu giá. Là bởi vì những người khỏe mạnh ở ngoài cộng đồng, người ta cũng có một trị số kháng thể nhất định. Đó là những người đã bệnh trước đây rồi, đã nhiễm trước đây rồi, bây giờ hết nhiễm rồi nhưng kháng thể còn trong máu. Hay là một số những cái bệnh có vaccine, thì những cái người này có kháng thể được là do chích ngừa, ví dụ như thế. Và có những người hoàn toàn không có kháng thể trong máu. Thì khi người ta làm trên cộng đồng như thế, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn mẫu, thì người ta sẽ ra được cái trị số hiệu giá kháng thể trung bình đối với một cái bệnh nào đó trên cộng đồng. Và cái người mà được chẩn đoán là dương tính, có khả năng bị bệnh, thì cái hiệu giá kháng thể nó phải cao hơn cái ranh giới ở cái mức là bao nhiêu đó. Thì từng cái xét nghiệm người ta có hướng dẫn cho mình cái cách đọc ha. Vấn đề đây tôi muốn nói là để các anh chị hiểu tại sao nó có cái ranh giới hiệu giá đó. Rồi, và khi làm xét nghiệm huyết thanh học thì các anh chị phải chú ý những cái khả năng dương tính giả và âm tính giả để mình biện luận cái kết quả ha. Và trong xét nghiệm huyết thanh học đó thì mình có cái xét nghiệm đặc hiệu và xét nghiệm không đặc hiệu đó. Nó dựa vô là cái kháng nguyên mình dùng để tìm kháng thể nó có đặc hiệu hay không. Thế thì thường là cái xét nghiệm mà không đặc hiệu đó thì cái giá thành nó thấp và cái khả năng dương tính giả nó cao. Tức là sẽ có những cái người kết quả xét nghiệm dương tính nhưng thực sự không có nhiễm bệnh. Thì những cái xét nghiệm không đặc hiệu như thế mình thường dùng để sàng lọc. Và như vậy thì khi mình dùng những cái xét nghiệm không đặc hiệu để sàng lọc đó, thì cái ưu điểm của nó là cái giá thành nó thấp. Tính về mặt cộng đồng thì cái chi phí bỏ ra nó thấp. Nhưng cái nhược điểm là mình chấp nhận có những cái trường hợp dương tính giả. Như vậy thì cái xét nghiệm mình dùng cho sàng lọc thì mình sẽ dùng với cái phương châm là chẩn đoán lầm chứ không bỏ sót. Thế thì sau khi mình đã sàng lọc ra những cái người dương tính thì những cái người này vì có khả năng dương tính giả trong đó nữa, cho nên là để xác định một cách chính xác thì mình sẽ xét nghiệm lần thứ hai
với những cái kỹ thuật xét nghiệm gọi là xét nghiệm đặc hiệu để mà chẩn đoán xác định. Đấy. Ví dụ như tôi nói như trong chẩn đoán giang mai, thế thì đầu tiên mình sàng lọc bằng cái thử nghiệm RBR ha. Rồi sau đó thì mình những cái người nào RBR dương tính thì mình sẽ xác định lại bằng thử nghiệm TBHA là thử nghiệm đặc hiệu. Đấy. Thì đó là cái những cái điều mà nó liên quan tới kết quả xét nghiệm huyết thanh học các anh chị cần lưu ý. Bây giờ khi mà xét nghiệm huyết thanh học thì có nghĩa là tìm kháng thể trong máu, cho nên là cái bệnh phẩm của mình luôn luôn là máu. Bây giờ liên trong cơ thể mình nó có 5 loại kháng thể, thì hai cái loại kháng thể mà liên quan mật thiết tới nhiễm trùng đó là IgG và IgM. Thì hai cái kháng thể này nó có nhiều cái đặc tính khác nhau. Cái thứ nhất về mặt cấu trúc phân tử thì IgG là cái kháng thể duy nhất trong số 5 loại kháng thể có thể đi qua được hàng rào máu nhau thai. Cho nên đây là cái kháng thể duy nhất có thể truyền được từ mẹ sang con. Còn cái anh IgM này đó thì anh có trọng lượng phân tử lớn cho nên ảnh không được truyền từ mẹ sang con. Đó. Cho nên là khi mà ở cái những một số những cái bệnh nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh, nếu mà mình chẩn đoán mà mình dựa vào IgG là chưa chắc, là có thể là đứa bé này bản thân nó không nhiễm trùng nhưng trong máu nó có IgG là do mẹ truyền sang cho nó. Nhưng mà nếu trong máu đứa bé sơ sinh mà có IgM thì chứng tỏ nó đang mắc bệnh nhiễm trùng chứ không thể nói là từ mẹ truyền sang. Đó. Rồi. Cái thứ hai nữa là khi mắc bệnh nhiễm trùng thì IgM là cái kháng thể xuất hiện sớm nhất. À, gần như là cùng lúc với cái thời điểm bị nhiễm hoặc là bị mắc bệnh. Và nó cũng biến mất rất nhanh trong máu sau khi khỏi bệnh. Hay là sau khi tác nhân gây nhiễm trùng biến mất. Còn IgG thì ngược lại nó là cái kháng thể xuất hiện muộn hơn. À, muộn hơn. Nhưng mà nó lại sau khi xuất hiện rồi thì nó tồn tại rất lâu, nhiều tháng, nhiều năm trong máu bệnh nhân. Đó. Thế thì các anh chị chú ý giùm tôi. Như vậy thì, và cái thứ ba nữa là khi mình xét nghiệm những cái kỹ thuật xét nghiệm mà mình gọi là tìm kháng thể trong máu thì có nghĩa là mình tìm tổng của hai anh này. Tìm tổng của hai anh này. Và khi mình tìm tổng của hai anh này thì các anh thì nó sẽ mang cái đặc điểm của các anh IgG nhiều hơn. Đúng không các anh chị? Đấy, thế thì từ những cái yếu tố đó các anh chị phải lưu ý nè. Là thứ nhất là khi mình làm xét nghiệm thì những cái xét nghiệm thường mình làm là IgG và IgM chung. Nếu như mình làm riêng ra được cái IgG và IgM thì rất tốt. Tuy nhiên thì nó chỉ có một số trường hợp mình có thể làm được thôi và những kỹ thuật này nó mắc tiền. Còn những cái xét nghiệm tìm kháng thể thông thường thì mình phải hiểu nó là IgG và IgM chung. À, cho nên là trong trường hợp đó thì chúng ta chú ý là khi mà IgG và IgM chung như thế đó, thì khi mà kháng thể nó dương tính thì nó có hai khả năng. Một là người đó đang bị bệnh, đang bị nhiễm bệnh nên kháng thể nó tăng lên. Nhưng cái thứ hai là cái người đó đã khỏi bệnh rồi nhưng kháng thể nó còn trong máu. Hay nói tóm lại, khi mình xét nghiệm một cái lần nào đó trong tìm kháng thể trong máu bệnh nhân mà kháng thể dương tính thì mình phải coi, mình phải biện luận là có thể người này thực sự đang bị nhiễm bệnh, đang bị mắc bệnh. Nhưng cũng có thể là người này đã mắc bệnh trong quá khứ, bây giờ hết bệnh rồi, nhưng vẫn còn kháng thể trong máu hay thậm chí là người này có kháng thể là do tiêm ngừa. Đó. Và đây chính là một số những cái hạn chế mà trong nhiều trường hợp người ta không dùng xét nghiệm huyết thanh học để chẩn đoán bệnh được, mà người ta chỉ dùng nó để điều tra dịch tễ học. À. Là như thế. Rồi. Bây giờ cái chỗ này. Thế thì bây giờ các anh chị đã học về xét nghiệm về vi sinh rồi, cái môn vi sinh rồi. Thế thì câu hỏi đặt ra là xét nghiệm vi sinh học là gì? À, các anh chị đi lâm sàng, cái mình nghe là xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh. Thế thì xét nghiệm vi sinh là gì? Là tất cả những cái xét nghiệm nào mà dùng để tìm tác nhân vi sinh vật gây bệnh trong cái mẫu bệnh phẩm mình làm xét nghiệm thì gọi là xét nghiệm vi sinh. Thế thì xét nghiệm vi sinh được chia làm hai loại là xét nghiệm trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là những cái xét nghiệm mà mình tìm được cái bằng chứng trực tiếp của tác nhân gây bệnh, ví dụ nhuộm soi mình thấy được vi khuẩn, mình nuôi cấy được vi khuẩn, mình làm kháng sinh đồ được, rồi làm PCR hoặc là phát hiện được kháng nguyên của vi khuẩn virus ở trong cái mẫu bệnh phẩm. À, thì nhuộm soi thì mình không có sử dụng cho virus. À,
virus thì nhuộm soi là chỉ dùng trong nghiên cứu, nuôi cấy thì mình cũng không dùng được cho virus, còn PCR thì dùng được cho vi khuẩn và virus, cũng như tìm kháng nguyên thì có thể là dùng cho vi khuẩn và virus đó. Thì đây được gọi là những cái xét nghiệm trực tiếp, và những cái xét nghiệm trực tiếp này nó có giá trị chẩn đoán rất cao. Bây giờ trong nhiều trường hợp mình không có dùng xét nghiệm trực tiếp được thì mình dùng xét nghiệm gián tiếp. Thì gián tiếp là gì? Là mình tìm kháng thể đặc hiệu trong máu bệnh nhân, hoặc là mình tìm cái phản ứng qua trung gian tế bào, miễn dịch qua trung gian tế bào khi bệnh nhân bị nhiễm khuẩn, đó là thử nghiệm nội bì. Đó. Thế thì ở đây tôi tóm lược lại để sau khi các anh chị học cái môn vi sinh rồi thì mình có một cái hình dung, một cái tóm tắt ở trong đầu, và mình áp dụng những cái điều này cho sau này các anh chị đi lâm sàng nha. Rồi chỗ này các anh chị nắm được chưa? Các anh chị có nghe tôi nói không? Rồi, bây giờ tới thi ha. Thi thì mai mốt các anh chị sẽ thi chạy trạm. Mình có 20 trạm. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thì cái câu hỏi trắc nghiệm nó nằm trong cái phần lý thuyết thực tập. Các anh chị học trong cái giáo trình thực tập thôi nha. Và những cái bài nào mà các anh chị được nghe giảng thì mình sẽ thi. À. Và cái câu hỏi trắc nghiệm đó đó thì có những câu hỏi trắc nghiệm các anh chị đọc câu hỏi xong các anh chị trả lời. Có những cái câu hỏi thì các anh chị đọc câu hỏi xong các anh chị phải nhìn lên cái hình chiếu chiếu lên trên cái tivi hay là cái máy chiếu ở trên giảng đường tùy theo nha. Ở ở bộ môn á thì ở hai phòng thực tập thì có hai cái tivi to. Thì nếu mà mai mốt mình thi ở phòng thực tập thì sẽ các anh chị sẽ nhìn lên các cái hình. Thì các cái hình đó là gì? Đó là các cái tiêu huyết như hồi nãy, rồi các cái thử nghiệm dương tính âm tính đó, ví dụ như thế nha. Hay là chiếu cái hình nhuộm vi khuẩn thì chiếu lên thì các anh chị sẽ đọc ở cái bài nhuộm RAM đó, thì mình đã học là mình đọc thì mình sẽ đọc vi khuẩn nó hình gì, RAM âm hay RAM dương, sắp xếp như thế nào đó, đại loại là như thế.